Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nay có người nuôi kiến nữa, nghiên cứu cái nuôi kiến luôn. Tụi mình có câu là biết đi chơi chơi với kiến nè. Giờ mình không biết đi chơi mình chơi với kiến. Giờ chơi với kiến thiệt luôn nha các bạn. Ngoài tự nhiên á là kiến lúc nào cũng sống ở những khu vực ẩm ướt cho nó tích nước. Cái tăng của mình ha, tăng này chiều để dành riêng cho mình đây. Nó là tự phát hết, nó không có theo một cái quy cách nào hết á. Nó sẽ kéo kén hoặc là nó sẽ cà vô cát. Đó này là phòng coi World Cup rồi nè. Quy là hoàng hậu á thì xung quanh nó là sẽ có rất là nhiều gọi là tùy tùng đồ ha, những con kiến thợ đồ nó phục vụ cho nó. Đề co đẹp quá anh em, hang hốc đồ này nọ cái thứ. Giống như những cái hang ở dưới lòng đất đúng không? Chằng chịt cái đường luôn. Mình bơm nước vô thì bên trong đây nó sẽ có một cái hô. Nhanh nhất là anh có thể mua chai dầu liêu, anh chấm một cái rồi anh quét. Nó sẽ có một cái vệt, anh thấy nó bạc bạc đây. Đó. Nè, đó, nước ở đây nè. Ở bên hông đây nó sẽ có những cái 500. 500 này là siêu 500 luôn. Chứ cần để vô là thích. Gọn dữ vậy hả? Dạ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, nhìn cái không gian này là ai cũng thấy quen hả gì. Hôm nay tiếp tục là quậy phá bên HT nha. Đây, đây là HT Team. Đó, hai vợ chồng của Triều và Thu. Còn đây là anh em bên Team nha. Đây những gương mặt thân quen không à. Rồi ok các bạn. Thì cái này là hôm nay mình rất là vui luôn. Vui lý do vui là tại vì mình đã đặt hàng khá là lâu rồi ha. Cũng lâu lắm rồi. À, cũng phải gửi gắm quen biết đồ dữ lắm á, mới hôm nay mới có hàng để xuống đây quay review cho các bạn. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến. Dạ kiến. Ai nghe cũng sẽ thấy khá là thú vị ha, bất ngờ ha, con kiến mà bây giờ cũng đem đi nuôi nữa. Dạ. Đúng không? Con kiến ngày xưa mình thấy kiến bò hoặc là kiến cắn đồ này nọ, chứ hôm nay có người nuôi kiến nữa. Nghiên cứu cái nuôi kiến luôn. Kiến cũng trò chơi tuổi thơ của em. Được chơi với kiến. Cho nên á, xưa mình có câu là cái gì á, không biết đi chơi thì chơi với kiến. Giờ mình không biết đi chơi mình chơi với kiến. Giờ chơi với kiến thiệt luôn nha các bạn. Thì bắt đầu clip này mình sẽ nhờ Chiều và các anh em trong team sẽ giới thiệu về cái môi trường sống trước đi. Dạ. Trước khi mà muốn nuôi con gì đó thì chúng ta nên tìm hiểu cái môi trường sống để mà tạo cái điều kiện sống cho bé nó tốt nhất, nó mới phát triển được. Ha, chứ còn môi trường mà tầm bậy thì nó cũng mau chóng là gãy thôi. Đúng không? Chứ không tồn tại được. Ok em, thôi giờ mình xuống đi. À, xuống đi cho nó hạ bàn xuống đi. Đây các bạn có chuẩn bị một số cái này gọi là cái gì ta, nuôi kiến hay những cái này gọi là cái gì? Là cái tăng á, gọi là cái tăng ha. Đúng rồi, tăng nuôi kiến. Đây là có rất là nhiều mẫu tăng để cho chúng ta có thể nuôi. Cái kích thước này nó cũng tùy thuộc vào cái số lượng đàn hay sao. Ta cái nhu cầu của khách với lại cái số lượng đàn với lại cái size của con kiến. Rồi có nhiều con kiến nó có khi nó được 2-3 cm. Dạ, dạ, cm bự à, cm to lắm, cho nên mình phải có nhiều cái kích thước để phù hợp với nó. Quá ok luôn. Thì bây giờ để mà con kiến nó có thể sinh sống khỏe thì nó cần những điều kiện gì em? Thứ nhất thì cái điều kiện nhiệt độ là nó không được thay đổi quá chênh lệch 2-3 độ, mà nó kiểu nó nhanh á, nó thay đổi nhiệt độ nhanh đột ngột, dạ đột ngột là gây sốc nhiệt. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là thiếu ẩm. Thiếu ẩm thì ở ngoài tự nhiên á, là kiến lúc nào cũng sống ở những cái khu vực mà gần nước hay là ẩm ướt để tụi nó tích nước. Thì ở đây mình cũng đang cố gắng tạo lại cái môi trường gần giống như ngoài tự nhiên, là nó sẽ có những cái khu vực giữ ẩm. Nó sẽ có những cái khu vực giữ ẩm như cái này đi. Anh mở ra giùm nè. Đây các bạn, đây là giới thiệu sơ các bạn, đây là cái tăng của mình ha. Tăng này chiều để dành riêng cho mình đây. Dạ. Mình để đem cái về đây mình nuôi đây. Của nó lại đây. À. Thì trước hết mình nói về hình dáng tăng đi. Tăng nó cũng có nhiều dạng, các bạn thấy không? Như mình là hình dạng này ha. Dạ. Cái này là hình chữ nhật. Cái này là hình chữ nhật nhưng mà dạng 2 tầng. Cái này nó có thể tháo dỡ được để mình vệ sinh. Đây là một cái hình trụ tròn, còn cái này là một cái nhỏ nhỏ ha, xinh xinh ha. Đúng rồi. Cái này nuôi chắc chừng cặp á ta. Nuôi con win á, một con win nuôi riêng được ha. Dạ, một con win nuôi riêng được, con win nó tự chăm sóc bản thân nó luôn. Nó có sinh sản được không? Dạ có. Nó tự coi như là tự gọi là gì ta, thụ tinh ha. Dạ, nếu nó phối trước đó là nó phải phối, phối rồi thì nó mới tự nuôi nó đẻ được. Ok em. Rồi. Nha các bạn, thì thứ nhất á, là chúng ta nuôi kiến thì chúng ta chuẩn bị những cái tăng này cho bé nó. Trong cái tăng này các bạn thấy là cái gọi phần là cái là nét. Cái nét. Ổ. Dạ, đúng rồi, cái ổ. Cái này gọi là cái nét của nó. Dạ, cái nét của nó phải chia ra hai phần.
tăng nào cũng vậy, phải chia ra hai phần. Cái phần ở ngoài đây người ta gọi là hour. Hour là cái nơi kiến thợ sẽ đi săn mồi và đem mồi về cho con kiến chúa ở bên trong. Kiến chúa bên trong chỉ có việc là nằm ăn rồi ngủ rồi đẻ. Đẻ thôi. Sướng quá. Quá sướng. Nếu nào chúa là nghe cũng khỏe. Nhưng mà con chúa nó có một cái đặc điểm là nó rất là kỹ ánh sáng. Kỹ ánh sáng và âm thanh lớn nè. Rồi ánh sáng nhiều là nó sẽ dễ stress, mà mỗi khi nó stress là nó sẽ bỏ ăn. Bỏ ăn là nó đi luôn, mà một con queen chết thì là cả tổ đi theo. Có nghĩa là kiến nó sống, kiến nè, anh thấy kiến ong nè. Bởi vì nó ta mấy loài côn trùng là nó theo kiểu mẫu hệ ha. Dạ đúng rồi. Nó sẽ có một con queen và mấy thằng lính lát làm việc phục vụ nó. Cho nên những cái chuồng nuôi của mình phải lúc nào cũng có cái phần che đó. À đây, đây các bạn. Đây là cái chỗ để che cái ánh sáng ha, tại vì do con queen nó rất là sợ ánh sáng cho nên là bình thường nó sẽ là như thế này. Dạ. Khi nào mình mới cần mở này ra ta? Khi nào mà mình cần ngắm. Ngắm nó ha. Cập nhật nó thôi. Cập nhật nó. Ví dụ mình thời gian mình mở ra vậy lâu được không? Dạ được anh, nhưng mà đừng á thường xuyên. Đừng nên thường xuyên, thường xuyên là mới check, còn mới mở ra chút xíu thì không sao. Dù tối anh nằm anh ngắm khoảng 5-10 phút là ok. Dạ thoải mái. Ok. Đây các bạn, trong cái gọi là cái nét, cái tổ của nó thì nó có rồi, gọi là cái này gọi là nó có những cái bố cục lỗ này thì mình cũng chưa biết cái tác dụng của những cái này như thế nào, chắc phải nhờ anh em HT giải thích rồi. Nếu mà nói về cái bố cục này thì làm tụi em làm cái bố cục á, nó là tự phát hết, nó không có theo một cái quy cách nào hết á. Tại vì mình cần phải làm chia ra như vậy nè, để cho nó có những cái G anh, những cái G để nó làm cái gì tao quên rồi. Để nó kéo kén hả ta? Nó kéo kén ở dựa trên cái những cái gờ đó là nó sẽ kéo kén hoặc là nó sẽ cà vô cát. Dạ. Rồi nói chung là làm như vậy để chia ra, thứ nhất là phòng ngủ, phòng ăn, phòng sinh giải trí đó này nọ, tại nó đông quân mà, nó đông lính lát phòng mà. Phòng to to này là phòng coi World Cup rồi nè. Các bạn thấy con kiến con queen á, queen là hoàng hậu á, thì xung quanh nó là sẽ có rất là nhiều gọi là tùy tùng đồ ha, những con kiến thợ đồ nó phục vụ cho nó, cho nên là cái gian nhà của con queen đó bạn thấy không, rất là nhiều ô phòng ha. Phòng giải trí, phòng coi World Cup đồ này nọ, phòng chắc cũng phải có hưởng lạc đâu này nọ. Nó con kiến thợ là nó sẽ chui vô đây, chui vô cái ổ này, nó giao phối với con queen trong này á ta? Không anh, giao phối thì nó thiên về một cái kiểu khác nữa. Cái đó thì em không sợ không đủ dung lượng để mình nói. Nó nhiều lắm, chứ bây giờ mình chỉ cần xem được cái cách nuôi cơ đúng bản rồi. Về của tụi nó thôi. Đúng rồi, mình chia, mình tách ra một cái clip khác đi ha. Ok, clip này mình tập trung vô cái gọi là cái môi trường sống rồi cái cách nuôi thôi, chứ lan man quá. Ok em. Rồi bây giờ con kiến thợ nằm đây, còn những cái con queen nằm trong này, còn những con kiến thợ nó sống đâu? Nó cũng ở trong đó luôn anh. Cũng ở trong đây luôn. À, nó ra vô vậy đó. Thì chỗ này là để buổi sáng nó đi săn, nó đi kiếm thức ăn. Đây, nó sẽ quay lại cho mọi người coi nha. Đó, rất là outside, có cỏ đồ. Đẹp quá, đề co đẹp quá anh em. Có bãi cỏ đồ ha, có đá đồ, hang hốc đồ này nọ cái thứ. Tuyệt vời luôn á. Cái chỗ này là giống như sa mạc vậy anh. Mở được cái nắp em mà. Đó, cái này là những cái giống như những cái hang ở dưới lòng đất đúng không? Dạ đúng rồi. Mình làm mấy cái này là tự phát chứ nó không có theo một cái kiểu nào hết á. Tùy luôn ạ. Thì kỳ anh có coi gọi là gì á, thế giới động vật hay gì, hay là cái gì mà nó đổ cái thủy ngân xuống cái hang kiến hay cái hang mối gì dưới á, nó khô lại. Khô lại làm lỡ xịt rửa là ở trong đó là cái gọi là chằng chịt cái đường luôn. Rất là đẹp luôn, nhìn nó lạ đẹp. Có nhiều con nó đục tường được luôn anh. Đục tường luôn. Mấy cái tường mình nó đục banh hết, thạch cao đồ nó đục banh hết. Hàm tụi nó khỏe lắm. Như tụi này á, ví dụ như mình lấy cái chuồng này đi, mình lấy cái chuồng này làm chuẩn đi ha. Dạ. Thì bây giờ là tụi kiến nó sẽ sinh hoạt rồi, nó ăn ở khu vực nào ta? Nó ăn, nó sẽ đem đồ ăn đi trong đây hết. Còn mình thì mình cung cấp đồ ăn ngoài mình này. Cung cấp ngoài đây. Là nó đi ra nó săn. Dạ đúng rồi, nó săn đâu nó tha vô hang đó. Xé xác ra, xé xác ra đem vô hang. Hấp dẫn rồi nha. Để chia nhau nó ăn. Mà làm việc teamwork lắm. Kiến thì tụi nó làm việc cực kỳ teamwork luôn, là mỗi vị trí nó bổ sung cho có vai trò khác nhau hết. Đứa cắt thì đứa xé, rồi đứa đem vô săn mồi cũng vậy. Săn một khi nó đã xác định săn con đó là con đó coi như là không có đường chạy nữa. Thì khi mà vô trong đây nữa rồi nó bự cỡ nào cũng vậy. Kiến chúa tể mấy cái đó luôn. Lọt dậu rồi phải không? Phải vô, vô dậu là phải no thôi đúng không? Các bạn bỏ ngựa tự nhiên đi lạc vô anh. Trời. Xong rồi còn thấy
hay đâu nữa, về chỗ cỡ nào vô chỗ nào đầu hàng. Mọi người là có vỏ ha bạn, vỏ rồi này nọ vô là nó cũng múc mà dài nhát là tê tê liền gì. Rồi mình cung cấp nước ở chỗ nào em? Dạ cung cấp nước ở phía bên hông này nè. Nó có một cái lỗ nhỏ. Mình sử dụng cái cây kim tiêm này. Dạ, mình bơm nước vô thì bên trong đây nó sẽ có một cái hô, một cái bon, cái ao hả? Gọi là một cái ly nhỏ đi, nói vậy cho dễ hiểu. Cái ly nhỏ nó giữ nước trong đây. Sẽ giữ nước cho nguyên cái nét này. Đâu mình bây giờ mình thao tác được không? Ok, sẵn giới thiệu với các bạn, đây là một cái tăng của mình. Chiều đã chuẩn bị sẵn cho mình ha, làm rất là đẹp luôn, mình nhìn rất là thích luôn á. Cái tăng này bao nhiêu em? Dạ tăng này là bây giờ mẫu mới nhất của bên em là đang bán 1 triệu. 1 triệu? Ồ, quá đẹp. Thì nó có ốp gỗ. Ốp gỗ và cầm nó chắc tay, cảm giác nó chắc chắn mà nó đẹp lắm các bạn. Mình thích cái bãi cỏ này ghê. Giờ là... Cỏ này là ngồi cắm á anh, ngồi cắm từng cái á. Bạn bên xưởng là bạn phải ngồi cắm từng cái chứ. À cái này là bên HT thi công luôn. Dạ. Khéo tay ha các bạn ha. Khéo tay ha. Chưa có kiến vô mà mình nhìn là mình thấy mê rồi đó, thấy ấn tượng rồi đó. Quá đẹp luôn. Tụi kiến nó có hai dạng nước cho kiến. Nước bình thường để giữ ẩm nét và tụi nó cũng uống luôn. Cái thứ hai là tụi nó sẽ cần thêm cái nước đường. Nước đường hả? Nước đường nó giống như là cái mình ăn cơm á. Mình ăn cơm thì mình ăn cơm mình có thể ăn với đồ ăn này này kia nhưng mà vẫn phải có cơm. Thì tụi nó cũng vậy, nó có thể ăn dế ăn sâu nhưng mà vẫn phải có nước đường. Nó có năng lượng trong đó. Dạ, cái năng lượng của tụi nó. Giống như ở ngoài thì nó sẽ là mật ong, nhưng mà mật ong thì không phải nhà nào cũng có sẵn. Cho nên mình có thể thay thế bằng nước đường. Nhưng mà nếu có điều kiện ăn sang á, mình ăn mật ong ha. Nhưng mà mật ong thì cũng phải cẩn thận, tại vì kiến thật sự mình đang nuôi kiến, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận kiến nhà. Kiến nhà mình giữ hơn anh. Kiến nhà giữ hơn? Kiến nhà mình ác lắm. Kiến lửa đó. Tụi kiến lửa nó lên là nó lụi hết cả bầy mình luôn. Cho nên nó sẽ có một cái hợp chất để bôi lên trên cái nắp này. Cái nắp này thực sự là khi mà nuôi có kiến trong đây á, anh không cần phải đóng cái nắp. Anh có thể mở nắp ra cho thoáng luôn cũng được. Thì mình bôi một cái hợp chất lên đây. Để cho tụi nó không có leo lên được. Cái hợp chất đó là cái có nhiều cách làm. Nhanh nhất là anh có thể mua chai dầu ô liu. Chai dầu ô liu anh lấy cái bông ngoái tai á, anh chấm một cái rồi anh quét. Quét một lớp nó sẽ bò. Coi như là quét theo cái đường viền này ha. Dạ. Còn cái cách mà nó kinh tế hơn á là như cái này. Nó sẽ có một cái vệt, anh thấy nó bạc bạc đây ha. Đó thì là nó là cồn pha với phấn rơm á. Phấn rơm em bé đó. Để bôi lên là nó sẽ không có bò lên được. Ok. Mình đang nói là mặt ngoài đúng không? Bôi mặt ngoài. Dạ, đúng bôi không? Mặt ngoài. Bôi mặt trong. Ý là cho con kiến nhà, con kiến mình nuôi nó không có trốn ra ngoài. Trốn ra được mà có con kiến ngoài nó cũng vô không được. Dạ. Ok, nếu vậy bôi mặt trong, thì còn cầm nó sẽ không bị nhớt nữa. Nhưng mà nếu mà anh không thích nó đẹp thì anh muốn nó đẹp thì anh khỏi, anh đóng nắp. Cái đó là với điều kiện là anh muốn nó không đi ra thì anh mới quẹt, còn nếu anh đóng nắp thì khỏi. Nhưng mà con kiến nhà nó vô được không? Nó có đường nào cho con kiến nhà vô? Con kiến nhà thật sự nếu mà nói để nó vô được thì đường nào nó vô cũng được hết. Đúng rồi anh. Cho nên em mới kêu là hạn chế cái thằng mật ong. Nước đường thì có thể từ nó sẽ làm nó uống nhanh lắm. Còn mật ong nó đậm đặc mà. Đậm đặc. Nó đậm đặc cho nên nó sẽ dư vương vải, nó dính này nọ này kia. Cho nên mình sẽ có một cái dụng cụ đựng nước. Đâu vậy? Đây. Dụng cụ đựng nước cái này là nước uống hoặc là nước đường luôn. Thì cái phần này, cái phần trống này nè, anh sẽ để bông gòn. Anh sẽ để full bông gòn trong đây và ở trên đây anh sẽ để nước đường. Nó sẽ thấm xuống cái bông gòn và tụi nó sẽ chiết xuất cái nước nó múc từ cái bông gòn đó ra. Nhưng mà ví dụ như cái tổ của anh thì nước đường đang nằm ở đâu? Trong nước hay trong đồ nằm ở đâu? Cái nước đường của anh là nó phải cần có một cái dụng cụ giống giống như vậy. Rồi mình đặt sao ta? Dạ, cái dụng cụ này để em phải liên hệ với anh Hiếu bên quận 3 để em lấy lại. Không, nhưng mà bây giờ cái ổ này giờ mình về bắt đầu về nuôi nè, giờ mình sẽ làm cái gì nè? Hả anh? Anh chả cần làm gì, anh bỏ kiến vô rồi anh chăm nước. Chăm nước. Thì đó. Anh có thể kiếm nở cái nắp phén hay là cái nắp chai nước anh đựng, anh để bông gòn vô. Ok. Rồi anh đổ nước đường. Em thao tác giùm anh luôn đi. Ok. Ok, thao tác đây luôn. Đi bây giờ mình mình sẽ bơm nước thường vô trước ha. Đó, giờ sẽ quay cho mọi người coi. Ok mọi người, đây là một cái tăng nuôi kiến ha. Thì mình đang nhờ Chiều sẽ, thứ nhất là cái này của mình rồi. Thì mình cũng chưa biết cách sử dụng.
Thì sẵn ở đây có anh em HT bên đây thì mình sẽ nhờ anh em chỉ cái cách thao tác châm nước như thế nào để sau này về mình biết cách làm ha. Mốt không biết nữa thì lại alo tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bông gòn để chúng ta nhồi vô cái nét này, cái tổ này. Đây coi bà chủ làm nha. Ủa cái này gắn ở ngoài hả? Để đâu? Cái này nó không có thiết kế được cái này được. Nó không hít vô được hả? Không hít được. Thì nhà em sẽ thiết kế theo kiểu khác này nữa. Rồi, đây để coi cái thiết. Cái này là nước cho tiếp cho tụi nó uống. Rồi và để giữ độ ẩm thôi. Dạ, còn cái nước nét khác nữa. Nước nét là họ sẽ bơm vô. Ok. Rồi bây giờ đầu tiên là bơm nước, nhét bông gòn. Cái này là mình để cho tụi nó uống nước ở ngoài cái hour. À. Ủa chứ không nhét vô trong lấy được hả? Không nhét được. Mình sẽ đặt cái luôn. Tụi nó sẽ hoạt động, tụi nó uống ở ngoài đây luôn. Ok. Có chỗ nào khác không? Chỗ này nó đè lên bãi cỏ của anh không khoái lắm mà. Bãi cỏ của anh là chỗ anh chiêu quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng rồi, cái này là mình đồ chế mà. Đồ chế mình thấy anh Hiếu quận 3 của chúng ta đã lấy bước rồi. Mình chăm nét nữa thôi. Đó, đẹp. Ok. Đây các bạn, đây là nước để uống ha. Đó thì chúng ta không có cần để, có nghĩa là con kiến nó sẽ hút cái nước từ cái bông gòn đó ra nó uống, chứ không có cần phải để một dũng nước luôn ha. Rồi ok, bước thứ nhất xong. Nước này có cần thay thường xuyên gì không ta? Nó có sợ dơ, sợ gì không? Dạ không đâu anh, tại vì nó kín mà. Nhưng mà chắc cỡ 4-5 ngày anh thay lần. Nói chung cạn thì thay đi. Cạn thì chắc cả tháng à. Nhưng mà nó vàng vàng, nó dơ dơ. Nhìn nó không được đẹp mắt thẩm mỹ lắm ha. Ok rồi. Xong. Bây giờ này là nước đường ha em? Dạ, không anh, này là nước thường. Để mình tiếp ẩm vô cái tổ nè. Ok rồi, giờ xem coi. Nó có cái lỗ các bạn. Mọi người thấy cái lỗ không? Rồi. Vô đâu vậy? Vô tèn. Vô mà không thấy được. Có phải là nó trên những cái rãnh rãnh đen đen đó không? Nó nằm ở dưới đó không? Dạ ở dưới nó sẽ có một cái chén giống như vậy vậy nè. Nói sao cho dễ hiểu ta. Con nước nó thấm được thật cao quá. Giống như cái loại như vậy. Cái này nó có cái chén này nè. Ok. Nó giống như vậy đó. Nhưng mà nó được giấu ở phía bên trong. Rồi, một lần là bơm một ống này ha em. Dạ. Bơm nhiều nó có bị tràn ẩm quá, nó có sao không ta? Tràn ẩm quá, bị ve. Ve hả? Dạ, kiến bị dạ, ve. Coi như là mình xài chi. Cái ống này là bao nhiêu cc đây? Ống này là 1c. Từ nãy em xài coi như là tới mức tới chỉ 70 đi. 70? Dạ. Ok. Cái tổ của anh. Cho cái tổ này là khoảng 70. Dạ. Ở đây nó có cái lỗ nè các bạn thấy không? Ok. Đây là cái chỗ mà để bơm nước vô nè. Bơm nước vô này dùng cái ống tim ha. Dạ. Chỗ tiếp ẩm nè. Cái này bơm cỡ nhiêu là vừa em? Dạ, cỡ 70 thôi ạ. 70 hả? Dạ. Là rút tới đây thôi hả? Dạ đúng rồi. Rút tới đây xong rồi bơm vô đây. Nếu mà dư nhiều nước quá nó có sao không ta? Nó dễ bị mai anh. Nó mai là cái con ve. Con ve. Nó ký sinh vô con kiến. Con kiến mà cũng bị ve dứt nè. Dạ. Mắt thường mình thấy được không ta con ve thấy đó? Được rồi. Thấy được rồi. Vậy là con cũng ve to. Nó không phải to mà nhìn nó lấm đớm lấm đớm lấm đớm. Nó bò nhít. Dạ này. Đúng rồi. Mà nếu mà nó con kiến mà nó có ve nó sẽ dẫn đến những tình trạng gì ta? Chết rồi. Chết luôn. Chết nó lây qua mấy con khác rồi chết. Lây. Vậy là chết cả đàn luôn. Dạ đúng rồi. Ồ nếu vậy là phải vấn đề về vệ sinh rồi cũng ẩm rồi. Dạ, nó rồi. Cũng quan trọng ha. Nắm mốc nữa. Nó lên mốc á. Đồ ăn dư mà. Đồ ăn dư khi gặp ẩm là lên mốc. Lên mốc là nó cũng sẽ gây ra những cái bệnh đồ này nọ. Dạ cho nên lúc đó anh phải chịu khó anh vệ sinh. Vệ sinh. Vệ sinh. Nó sẽ rải rác ở đây. Sẽ lấy nhíp mình gấp ra. Đây cái nhíp. Đây là nhíp để dọn dẹp vệ sinh. Dạ gấp từng sát ra. Ồ. Lấy cảm giác thấy cũng công phu quá ha. Dạ nhưng mà xài cái đồ đông đao này nó đỡ sợ hơn cái đồ đông đao kia. Đồ đông đao kia ghê quá. Đồ đông đao kia bữa nó cắn ghê quá. Ủa nhưng mà giờ mình bơm nước vô đây làm sao mình biết nó đủ hay nó tràn ta coi? Dạ, đây mình sẽ có cái khu vực này là mình mở ra được. Mở ra được cho đó luôn á hả? Vệ sinh mình có thể vệ sinh cái phần nét ở bên trong và đây là cái tổ nước nè.
Các bạn thấy cái gọi là cái tăng của cái đôi dế nó cũng gọi là cầu kỳ ha, các bạn nhìn nó cũng khá là cảm giác giống như là mật mã Da Vinci rồi mở bên này bên kia rồi ngóc ngách này kia rồi ha, hấp dẫn. Đâu nước đấy đâu, à đây đúng không? Dạ rồi, dạ anh thấy nó tụ lên trên đây nè các bạn, đây nè, hôm nay mình đụng lên thấy nước nó rung rinh nè. Đó nè, đó nước ra đây nè. Mình theo dõi đó thôi, mình theo dõi mình thấy hết nước thì mình chăm thêm. Khoảng bao lâu ta? Khoảng chắc một tuần, ít nhất tuần. Là tuần. Tuần. Tùy khu vực nhà anh có nóng hay không nữa. Nóng thì nó sẽ bay hơi nhanh hơn. Nhưng mà nên đặt kiến ở vị trí tối mát. Tối và mát đúng không? Dạ. Dạ. Giống như bình thường là anh muốn coi thì anh lo anh mở ra và anh xem thôi, còn nó luôn ở vị trí tối mát để con quyên nó thoải mái, nó sinh sản. Mình nhìn mình cái dấu hiệu duy nhất để mình nhìn thấy được cái tổ mình có đang dư ẩm hay không là khi mà cái lớp mờ mờ ở trên đây nè nó càng dày nó càng dày là mình dấu hiệu của dư ẩm. Coi như là nó động nước nhiều quá, xương nhiều quá. Đây các bạn, khi mình bơm nước vô là chúng ta thấy trên tổ này ở đầu nó gọi là nó đóng xương ha. Bên này cũng có đây đó, nó tạo độ ẩm cho cái nét. Dạ cho nên tụi em mới phải làm thêm một cái, hồi xưa là không có làm cái kiểu này. Hồi xưa tụi em không có làm cái kiểu cái lớp này để bay ẩm ra đó. Cho nó ra ẩm ra thoát ẩm. Thoát ẩm. Những cái khe này là chức năng của nó là thoát ẩm này đó. Dạ, hả? Đúng rồi. Quá chi tiết luôn. Cực kỳ hấp dẫn luôn á. Đây các bạn, đây là những cái khe này nè. Đó, các bạn thấy đây là những cái để cho nó bay cái hơi nước ra ha, thoát ẩm, không có động lại. Đây là chúng ta vừa thao tác để mà châm nước để cung cấp cái độ ẩm cho cái nét. Rồi cái nước bên này là để cho kiến uống. Vậy bây giờ còn cái nước đường thì sao ta? Dạ. Nước đường là xài cái nãy đâu rồi? Mình xài đỡ cái nắp đi. Không, cái anh thấy nãy nó có cái đẹp lắm mà. Cái đẹp lắm. Cái này ha. À, cái nẹp này nó gắn vô làm sao ta? Dạ, cái này thì hiện tại cái mẫu mới này của em thì không có tích hợp được cái lại nước đường này. Cái chén nước đường này. Đâu dưới mẫu cũ thì cái này nó gắn vô. Mẫu cũ thì mình ở bên hông đây nó sẽ có những cái 500. 500 này là siêu 500 luôn. Chứ còn để vô là khích. Ồ, gọn dữ vậy hả? Dạ. Không bị đẩy đi. À là cái nước đường, nước đường là em sẽ bỏ vô trong cái ống này. Dạ đúng rồi. Tháo ra được. Thì nó xuống từ từ hả? Dạ nó xuống từ từ. Thôi được rồi thì để đi đi. Còn cái mẫu mới này lý do làm sao mà không gắn được ta? À nó không có 500. Dạ, mẫu mới này không set up được 500. Thậm chí cái loại cũ là bên em có thể gắn thêm nhiều cái nhà khác vô nữa. Nhiều cái tăng khác vô nữa. Mở rộng tổ ra khi mà cái tổ của mình nó quá đầy đi. Nó liên thông. À có cái lỗ chính giữa này để liên thông đây nè, phải không? Dạ đúng rồi. Mình cần phải có một cái tăng y như vậy. Đúng kích thước rồi tại vì cái 500 này nó hút theo hai hướng mà. Hai hướng cho nên cái lại cái bên kia nó phải đúng. Nó mới hít được. Âm dương hay chiều âm dương đúng không? Nó mới dính lại với nhau. Dạ. Xong rồi có một cái đường ống. Không ống luôn, cái loại này không ống luôn. À, cái loại này thì mới cần ống, còn cái loại này mình không ống luôn. Loại này chỉ cần để vô là nó khít luôn. Khít luôn rồi nó bò qua luôn. Dạ nó bò thẳng qua luôn. À, y như là chơi cờ tỷ phú mà có tiền đâu mua thêm nhà kế bên rồi xong rồi đập tường thông nhà luôn á hả? Dạ đập tường thông nhà luôn. Môn chơi này hấp dẫn quá. Còn như cái này giờ không có thì mình sẽ làm bằng cách nào? Không có thì mình sử dụng một cái ống nhựa. Một cái ống nhựa, cái ống đó là thường mấy là cái ống gọi là cái ống gì ta? Ống nhựa. Không, ống nhựa, ống bằng nhựa để mình bơm xăng đồ đó. À cái ống mà trong trong hồ cá. À, trong trong hồ cá đúng rồi. Xăng đó. Đặt vô nó rồi vừa mình, đủ. Mình nhét nó vô, nhét vừa đủ vô. Nhét khít nó vô á. Rồi mình nổ vào một cái tăng khác thôi. À, đi qua đi lại. Tại vì tăng nào nó cũng phải có cái lỗ như vậy hết để cho mình chuyển tổ. Đó là trường hợp mà cái ổ mình nó phát triển tốt và nó tăng đàn nhiều quá thì đầu mình phải mở rộng ra không gian ra cho nó. Hoặc mình có thể thủ công. Thì tăng đàn nhiều quá thì con queen nó sẽ đẻ ra nhiều con queen khác. Dạ thì khi mà thấy nhiều queen đó mình bắt bớt queen ra. Mình cho thành một cái gia đình mới luôn. Dạ mình mua một cái tăng khác, mình chơi cái phong cách khác. Phong cách này là đang bãi cỏ thì cái kia anh thể làm bãi biển. Đi đặt cổ đại đồ, nhà tiền sử. À đây là một cái mẫu khác. Dạ. Nhà tiền sử. Còn bây giờ để cho nước đường vô cái tăng này thì mình sẽ tạm bằng cái gì? Bằng cái nút này ha? Dạ đúng rồi, bằng cái nắp nó đi. Nắp này phèn quá không? Phèn. Nhưng mà... Dạ, thì có nhiều chơi nhiều đi chơi nhiều chứ bây giờ dạ, anh cho Hiếu quận 3 giữ rồi. Dạ cho anh cảm giác anh đặt
vô trong cái cho nước đường đó. Vô á. Các bạn khi mà mình cho nước đường vô á thì mình cũng sẽ phải sử dụng cái bông gòn, chứ không phải nãy giờ mình cứ tưởng là đổ hẳn nước đường vô cái chén này luôn, nhưng mà không phải. Tại vì mình không biết cái tác động vật lý như thế nào, nếu như mà anh để không có bông gòn á thì lỡ mình đụng vô một cái nó đổ tràn lan hết. Thì tới lúc đó là tới công chuyện với mấy con kiến nhà. Nó tràn lan ra kiến nhà vô dứt luôn. Dạ, dứt. Ôi, tụi này nó sợ kiến nhà luôn. Con nào cũng sợ kiến nhà. Ghê vậy hả? Dạ. Kiến nhà. Có con người mình không sợ thôi. Đâu, con người cũng sợ em mà. Nó sợ. Nó cắn anh sưng trà bá. Nhỏ mẹ em cứ hăm dọa là hả, kiến lên thay em ra ngoài sông. Con kiến nhà mình có cái tên khoa học hay lắm. Là Yellow Resident đúng không? Kiến nhà nhiều loại. Con kiến lửa, con kiến hôi á. Con hôi khác. Kiến lửa khác, kiến hôi khác. Còn con kiến lửa, con Yellow Resident. Con khác nữa. Con khác nữa, nhưng mà nó nhìn giống con kiến lửa mình lắm anh. Tên nó là gì, con kiến vàng đen điên, kiến vàng điên ha, Yellow Crazy End. Là nghe tên là thấy nó hổ báo rồi đó. Rất là crazy. Nghe là gì, bữa nào nuôi có kiến ba khoang không, bắt về nuôi được không? Ôi cảm ơn anh ơi, sợ lắm. Em nghĩ dưới anh nhiều hơn chứ. Thì dưới anh có nhưng mà anh không biết nuôi như thế nào á. Thôi đừng nuôi. mình cũng xài đồ lông đao không à, chứ mình đâu có đụng tay vô đâu. Nhưng mà sao biết được anh, nó bay mà. Tại vì kiến đực là sẽ bay đó. Hồ bay hả? Dạ. Nó bay mà. Kiến đực có. Mình bơm nước đường đi ạ. Đây các bạn, đây nước đường cũng sẽ sử dụng cái ống tim này. Nước đường thì mình chơi full nóng đi ạ. Full nóng luôn, lúc cán luôn. À, anh vậy thôi. Bơm đều ở trong cái miếng bông gòn đó. Ở trung bình thì anh nên cho ăn khoảng một tuần một lần. Một tuần một lần. Dạ. Và anh thấy nó khô quá, nhưng mà nên thỉnh thoảng anh thấy cái miếng bông nó dơ quá thì đổi bông. Đổi bông. Đổi bông mới. Tại có những đứa sẽ thà chết trên đồ ăn hay nó chết bơm sát nó luôn. À, có một cái vấn đề khi mà cái tổ quá đông, nếu mà anh quên cho ăn nó sẽ chết. Con quy nó sẽ không đủ chất dinh dưỡng, tại vì nó quá nhiều worker. Quá nhiều worker, đồ ăn anh cho không đủ thì nó sẽ chết. Chết thì sao nó sẽ ăn cái xác đó luôn. Dạ, nó ăn xác nhau. Ủa, cái nước đường này mình chỉ cần nhiêu đó là đủ hả? Anh tưởng là nó phải giống như ngập ngụa chút xíu chứ. Nhiêu đó là nó tự nó rút ra được. Bây giờ mình có thể là minh họa vậy thôi. Ngày lúc anh về anh có cần bơm thêm không? Dạ, bơm thêm cũng được, nhưng mà không bơm thêm cũng được. Nó chỉ cần là có cái phần nước đường trong đó là được. Tụi nó sẽ, mỗi lần tụi nó uống ít lắm. Khi mà anh có đàn của anh á, anh sẽ dễ quan sát hơn. Tại mỗi con, mỗi tổ, mỗi kích thước, số lượng trong loài đúng khác rồi, nhau. Số lượng nó khác anh nhau. Anh thấy nó ăn nhiều, nó hết cái cục bông nó khô thì anh có chăm thêm được. Tại vì có nhiều loài, nhiều số lượng lắm. Với lại cái này á, anh làm sẵn hũ gì, anh có thể làm cho nó vàng hơn cũng được. Xong rồi anh bảo quản trong tủ lạnh. Đậm đặc hơn, mình có thể nấu đậm đặc hơn. Rồi cất ngăn mát là xài được lâu dài luôn. Dạ, đúng rồi. Hoặc là bản thân anh nhà có mật ong thì lâu lâu cho tụi nó ăn. Đúng rồi, mật ong thì ok, mật ong anh cũng tắm vô luôn. Giờ anh pha mật ong loãng luôn được không? Pha với nước cho nó loãng ra. Cũng được. Đối với tụi nó là ngon lắm á. Hình như là đồ đó là đồ luxury. Đồ luxury của nó đó. Bữa ăn sang chảnh á ha. Lâu lâu thỉnh thoảng chứ thôi cái nhà cũng luxury lắm. Được, mật ong có, tụi nó sẽ được ăn ngon. Về với anh là ok rồi. Ở ngoài tự nhiên có nhiều con kiến chỉ ăn mật ong thôi. Chỉ ăn mật ong thôi. Dạ, con nó gọi là con honeypot. Honeypot nó là con kiến khi mà nó ăn mật ong á, nó sẽ uống mật ong vô tới nỗi cái bụng nó phình ra. Nó phình gấp 3 lần cơ thể nó luôn. Dạ. Rồi trước em có về một tổ mà nó va đập nó bể bụng. Bể bụng á. Rồi về bụng bự quá cũng mệt à. Dạ. Còn nhưng mà cái con này nếu mà không có mật ong thì có vấn đề xảy ra? Dạ có nha. Nó cái đàn nó sẽ bị trì trệ. Sẽ đuối á, vì nó đuối á. Tại vì đường là nó năng lượng chính của tụi nó mà. Thì giống như cơm mà mình ăn cơm thôi. Có nghĩa là ngoài ăn cái đồ ăn mặn ra thì nó không thể thiếu được. Dạ không thể thiếu được. Không thể thiếu được. Chim rồi cũng vậy các bạn, có những con chim giống như con hút mật, con này con nọ là nó ăn thì ăn nhưng mà phải cung cấp cho nó một chén đường hoặc chén mật thì nó mới gọi là đủ cái năng lượng, đủ cái chất cho nó hoạt động ha, không có là không được. Đây. Đây là cái chén nước đường này, chén nước đường thần thánh. Ở đây. Rồi. Ok. Không phải tụi nó uống xương, uống mai không à, về đây uống nguyên cái ly bự siêu to khổng lồ. Nhiều khi vậy nó xỉn luôn á. Ok. Rồi.
Để coi còn gì hỏi nữa không nè, để mốt về không biết mất công mốt điện thoại nữa. Ok các bạn, thật ra đây là cái tổ kiến thứ thứ năm thứ sáu gì trong đời anh rồi. Quá trời. Ngày xưa là cũng rất là mê nuôi kiến ha các bạn ha, nhưng mà ngày xưa là mua mấy cái mà nó dẹp dẹp hình chữ nhật nha các bạn, trong chó nó bỏ mấy cái giống như là thạch màu xanh dương á, nó đủ màu hết anh, đủ màu luôn hả. Cái đó khi mà kiến bỏ vô đó là nó sẽ chết. Ừ. Tại vì nó ăn cái đó nó không có chất dinh dưỡng để nó nuôi bầy. Ừ. Cái đó nó sẽ ăn liên tục, ăn liên tục, ăn liên tục nhưng mà nó không có chất dinh dưỡng. À cái chất nền đó là nó là đồ ăn của nó luôn, dạ, đúng không? Anh nhớ hồi xưa là nó nói cái đây là đồ ăn nó luôn, không cần cho đồ ăn gì khác nữa hết trơn á. Nó có không cần cho đồ ăn gì khác hết. Thì đó là sai lệch kiến thức hết. Ừ. Và cái đó khi mà anh nuôi một thời gian, khi mà nó loan lỗ rồi đó, anh bỏ vô lò vi ba, anh nấu một cái nó đông lại. Nó rã ra, nó thành nước xong rồi bắt đầu nó đông lại mình xài tiếp. Ôi giống sáp đèn cày vậy. Ờ em nghe, em cũng biết nó là cái gì, không dám ăn thử. Hồi xưa các bạn, hồi xưa cũng mê nuôi kiến lắm rồi, đã mua được mấy ổ vậy rồi mà hình như là chưa có cái nào thành công hết trơn á. Mà như mình cũng hỏi bạn bè hình như cũng chưa ai thành công. Như vậy cái đó nó làm để mà nó bán cho vui đồ này nó lấy dạ, tiền. Dạ đúng rồi, bán kiểu em yêu khoa học á anh. Là để cho nó ăn giống như là ăn tráng miệng thôi chứ không phải là thức ăn chính. Ồ. Nhưng mà người bán lại nói quá thành thức ăn chính. Ừ. Thật ra là lâu lâu cũng phải cho ăn cũng được. Nhưng mà nó đâu có rẻ đâu ta, anh nhớ anh mua cũng 500-600 ngàn cái ổ á. Dạ, nhưng mà về đa số nhiều người nuôi không được cái tổ đó là tại vì không có cái tổ kiến đàng hoàng. Ừ. Cái tổ kiến là nó bắt buộc phải có nhiều cái bố cục khác nhau như là Win, rồi Walker, rồi Drone, rồi Gamergate. Nó rất là nhiều cái vai trò trong cái tổ. Trong tổ. Kiến thì nó teamwork mà. Dạ đúng rồi, teamwork lắm. Rồi tụi nó có một cái con kiến chiến binh nữa. Con kiến đó là đụng ai quốc đó đó. Thiên lôi, kiến thiên lôi. Kiến thiên lôi. Ami. Ok. Đó thì đây là cái tổ kiến chắc thứ tư thứ năm gì của mình. Hồi xưa mình mua chuyên là mua mấy cái tổ kiến đó xanh xanh nãy giờ mình vừa nói bạn, nhưng mà hầu như là không có thành công, nhưng mà cũng không có rẻ nha. Coi như là cái đó ví dụ như ai mà thấy thích mắt là cứ bỏ tiền ra mua, nhưng mà cuối cùng là hầu như là dục không à, không thành công. Thì đây là một cái tổ kiến mà mình ưng ý nhất cái đó đến giờ luôn. 1 triệu nha các bạn, 1 triệu rất là đẹp luôn. Có khu vực trong nhà, khu vực ngoài trời để đi bãi cỏ đồ này nọ các thứ luôn, rất là đẹp luôn, rất là hài lòng luôn. Mà cái này là tự em build đúng không? Tự dạ, bên HT build luôn. Cái bản vẽ rồi kiểu sáng tạo cái nét này nọ thì đó là ý tưởng của tụi em. Ừ. Còn cái gia công thì phải nhờ bên xưởng. À. Giờ chứ nếu mà làm giỏi vậy thì em cũng đi làm. Không, chưa chắc đâu. Mình giỏi nhưng mà mình tổng hợp được chứ mình không có chôn dạ. Chân ở một chỗ được, đúng không? Quá ok luôn các bạn. Thì một cái nét, một cái gọi là một cái tăng nuôi kiến á, thì mình sẽ gọi là gì ta, tổng hợp lại sơ sơ cho các bạn nắm ý ha. Sau đó mình sẽ đi qua cái phần mà thả kiến, là cái phần mình hóng hồi nãy giờ rồi đó. Thì cứ theo từng bước thôi. Thì đây giới thiệu tổng quan cho các bạn nghe, đây là một cái tăng để mà chúng ta có thể nuôi kiến. Nó bao gồm cả hai phần đó, một cái phần để cho nó bên ngoài như thế này để cho nó đi kiếm ăn đó. Chúng ta sẽ thả những con mồi vô đây, nó sẽ đi kiếm ăn ở đây. À, nó có chỗ này để uống nước, cái ống này là cái nước thường nè. Còn cái chén này đó là cái chén nước đường. Thì chén nước đường là không thể thiếu ha các bạn ha. Đó, nó là một cái phần dinh dưỡng rất là quan trọng đối với kiến, không thể thiếu. Yeah. Phần thứ hai trong cái tăng này chính là cái nét, chính là cái ổ. Đó, thì lưu ý của cái ổ này á, là cái con Queen á, thì nó thích bóng tối. Nếu mà chúng ta để sáng quá nó sẽ bị stress ha. Đó, stress thì nó sẽ có thể là dẫn đến tử vong luôn. Yeah. Đúng không? Đây, cho nên là người ta thiết kế vào cái nắp này để đậy lại cho nó bóng tối. Một ngày thì chúng ta có thể mở ra và tham quan nó vài phút ha. Dạ. Yeah. Vài phút, hoặc là mình coi trong bóng tối cũng được mà, đúng coi không? Coi trong bóng tối vẫn được, nhưng mà sao coi? Quên rồi, coi trong bóng tối vấn đề là sao coi ha. Nó không phải sáng, nó không phải đom đóm. Nó không phải đom đóm. Ok các bạn, đây, thì nó cái này cũng tháo ráp được nè. À, để coi chăm sóc cái nét đó, thì để mình tổng hợp lại coi. Đây là bên này nó sẽ có một cái lỗ để chúng ta bơm nước. Thì cái việc bơm nước này nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho cái nét đó. Thì để coi cái nét nó đủ ẩm chưa thì chúng ta có thể coi những cái làn hơi sương mà nó bốc lên chỗ này đó, nó mờ mờ ở đây là ok. Thì mỗi lần bơm nước thì nó đâu đó khoảng chừng 7 tới số 7, số 8 là ok. Số 8 đi, số 7 thất quá không được đâu. Số 8 đi được không em? 8 đi. 8 đi cho nó phát đi. Chứ còn số 7 nó thất quá. À, ok, khoảng số 8 ha, bơm nước vô đây là cái lượng nước vừa đủ. Khoảng 1 tuần lễ thì chúng ta sẽ bổ sung nước một lần.
À, lưu ý là nếu mà nước dư, độ ẩm dư quá nó dũng dẫn đến là nó sẽ dễ bị ve ha. Ve thì nó sẽ làm chết có thể là cả bầy luôn, nó lây lan cả bầy luôn. Thì điều này anh em lưu ý ha. Rồi, cần gì nữa không ta? Hết rồi đó. Dạ hết rồi. Dạ cần vệ sinh thỉnh thoảng. Đúng là rồi. Đốc xác các bé. Đúng rồi, khi cho các bé ăn thì nó sẽ có những cái xác lại thì chúng ta cần dọn dẹp vệ sinh nó, cho nó sạch sẽ. Cái đó là cái điều tiên quyết luôn. Ừ. Tiên quyết nhất là mình mua căn nhà về mình cũng phải dọn nhà mà. Cho nên mình mua căn nhà cho tụi kiến mình cũng phải dọn cho tụi kiến luôn. Dạ với lại ok. Đó bây giờ cái nét là nó tương đối về cơ bản là vậy ha. Các bạn nhớ là phải đậy cái này lại. Không đậy cái này lại là tiêu á ha. Nó sáng quá là nó xì chét là nó đi bụi á. Còn đối với lại cái khu vực ngoài này á thì có điều lưu ý là mặc dù chúng ta nuôi những con kiến nó rất là to ha các bạn, nhưng mà nó cũng sợ kiến nhà. Dạ đúng rồi. Kiến nhà vô địch. Kiến nhà thì ngay mà nó nghe cái mùi của nước đường này nè thì nó thèm lắm, nó sẽ bò vô đây để nó kiếm ăn. Đó. Thì theo như mà anh em HT giới thiệu á thì chúng ta có thể không cần đóng cái nắp này luôn các bạn. Không cần đóng cái nắp này luôn. Thì để hạn chế con kiến nó bò từ trong ra ngoài kiến mình nuôi á nha, và hạn chế con kiến bên ngoài nó xâm nhập vô đây nó tấn công những con kiến mình nuôi á, thì chúng ta có thể quét một cái lớp dầu ô liu mặt trong nha, quét bên này nè, quét cái trong này nè, quét trong này nè, quét một cái lớp mỏng. Chúng ta sẽ dùng cái dầu ô liu và dùng cái tăm bông rái tài á, chúng ta quét một cái đường ở đây để cho con kiến nó không có bò lên được và con kiến bên ngoài nó không xâm nhập vô được là ok. Ủa em, cái quét cái dầu ô liu này á thì cái chức năng của nó là do cái mùi dầu ô liu nó sẽ làm những con kiến nó ra, hay là nó trơn á? Nó trơn à? Nó trơn. Cái mục đích là nó trơn các bạn. Nếu vậy thì dầu nào cũng được, miễn nó trơn là được rồi. Dạ, nhưng mà dầu ô liu nó sẽ không có hôi. Không hôi. Nó không hôi, với lại nó không có bị bám, nó bám nó lâu á, nó bị bám vệt vệt, nó chảy vệt vệt xuống. Ok. Ok các bạn, rất là đơn giản ha, dùng cái dầu ô liu quét một vòng ở đây là nó sẽ hạn chế con kiến ở bên ngoài nó vô tấn công kiến mình và hạn chế con kiến trong này nó bò ra ngoài. Đó là những cái điều cơ bản mình muốn gửi đến các bạn, để trước khi mà anh em mà muốn xâm nhập vô cái bộ môn nuôi kiến này thì anh em hiểu trước về cái môi trường sống của nó và chuẩn bị những cái tăng tốt nhất, đúng kỹ thuật nhất cho bé nó sinh hoạt và có thể phát triển và có thể sinh sản nữa. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Nam Ngô và anh em HT chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nè, và kích thích cái trí tò mò của chúng ta để chúng ta có thể tìm hiểu được những cái loài bé cũng như những cái môi trường sống tốt nhất. Sau clip này mình đang rất là nôn nóng đến cái vấn đề thả kiến đi. Đó, sẽ làm clip tiếp theo cho mọi người coi ha. Bye bye. Hồi nãy em nói cái phòng này để làm cái gì anh quên rồi. World Cup. World Cup hả? Quên nói à. phòng này là ăn ghẹ sữa và coi World Cup nha các bạn. Đây. Phòng này là phòng World Cup, phòng kia là phòng cái phòng này là World Cup để ăn, ngồi ăn ghẹ sữa của anh Nam Noni. Ok mọi người nha. Bye bye.